khi mà mình vừa lọt xong cái này nó vô hết cái mà mình rút lại là rút lại sát cái cây luôn, là một thằng hai thằng giữ một thằng cưa luôn cái nhánh cây luôn. Để kiếm luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.